chào tất cả các bạn. Thì bữa nay mình sẽ review cho anh em xem con Future 2 ha, lên full quay thái 125 ha anh em ha. Thì bữa nay mình sẽ review cho các bạn xem. Xe này là Future 2 nha mấy bạn. Thì Future 2 này đã full hết lên hết quay 125 thái ha. Thì bữa nay mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem ha. Xe này cũng dọn tâm huyết ha, xe của anh em luôn ha. Nó lên dàn đèn ở trên là quay 125 hết rồi mấy bạn. Và con ốc titan nữa mấy bạn. Xe này cũng dọn tâm huyết đó mấy bạn ơi. Thì full 2 thì dọn lên thì nói chung là anh em mình, mấy anh em mình là đi chơi có một combo một ha. Ở ngoài đây nó hơi ồn, anh em xem video có ồn thông cảm cho mình ha. Thì đây là đi cầm Nova anh bạn, các bạn cầm Nova dọn lâu xe này của nó mua lại nha, chứ không phải là mình dọn nha mấy bạn. Thì xe này đi để lợi ích ha mấy bạn. Heo này heo zin ha, heo này chắc của phun chờ ha, là quay ông này không phải của quay thái mà là phun chờ ha, hoặc là dít ít đó, cầm nuôi qua zin ha, này là chắc của dít ít bạn, của dít ít nè. SL đời đầu nha các bạn, nè SL đời đầu à ha, SL đời đầu để lợi ích cầm Nova. Xe này là lên full máy luôn nha anh em. Thì Future 2 mình nó không có đầu lòng ống hơi nha anh em. Thì này nó lên đầu lòng ống hơi là nó full máy luôn rồi. Đây là mình sẽ quay bạn xem ha. Thì Uma Gatkin ha, Gatkin cái tem á, tem con ngựa mấy bạn. Xe đang đi bình xăng e điện, con xăng xéo. Đây cũng dọn tâm huyết rồi nha mấy bạn. Để mình dọn vậy quay cho mấy bạn xem ha. Máy trong à. Bô 125 mấy bạn ha. Full channel. Quay luôn. Bô này quay thái 125 luôn anh em. 2543. Là góc quay thái luôn à. Gấp đùm rồi quay thái luôn nha các bạn. Đây là xe này nó full hết rồi. Cuộc Nayin ha. Tem nè. Đã lên full hết luôn rồi, cản đuôi đồ dàn áo đồ lên hết luôn á anh em ơi. Nói chung là xe này là giờ chỉ còn cái giấy là full trời 2 thôi, còn như là lên quay thái hết rồi các bạn. Cái cầm nuôi quay đi nó được cái nó không xét nha anh em. Không, đi lâu cái xe này mình biết nha, xe này lâu lắm rồi. Bữa nay anh em nó mới chạy vô mình nó chơi. Nó kêu anh review chơi ha. Mình quay để gửi video đến anh em cùng xem chơi ha. Cô có coi trợ lực ô liền luôn nè các bạn. Ô liền này ô liền xịn nha các bạn. Chứ khoảng 1.1 ha. Em thấy không, ô liền xịn ha. Đây đồng hồ quay thái luôn nè bạn. Xe này đã full hết rồi anh em. Đồng hồ quay thái này á, đồng hồ điện tử này á là cái km nó nằm ở trong cái máy á các bạn. Nếu mà một khi mà xuống lên km đó phải tháo cái chẻ cái máy ra luôn mới gắn km vô các bạn. Km nằm trong máy á. Chứ phải Future 2 km nằm trước ha. Vỏ đang đi vỏ Michelin ha. À Michelin. Vỏ Michelin à, Gai City nha các bạn. Mà xe này dọn dữ rồi, trung tâm viết á, mà xe này nó lâu rồi. Nó cũng xuống màu. Mấy cái bát tăng sơn CMC đó các bạn.
yên gọt rồi ha. Nói chung là xe này cũng tâm huyết các bạn. Ba ga tem rồi quay thái hết nha anh em. Bao tay nè, gù bao tay. Mấy cái đồ chơi này là mình không có gành nha anh em, mình chỉ có gành là xe zin rồi thôi à, chứ mấy đồ vô được chơi này là thua. Bao tay với gù này gì là không biết nha anh em, anh em là biết nhận xét giùm mình ha. Tay thắng nè, đồ này rồi. Nói chung là muốn lên khu trời 2 mà muốn lên các nguyên cái vàng này á, đã lên nguyên bộ luôn, quy đông rồi hết luôn nha các bạn. Thì phu 2 mà muốn lên trái đèn này là phải lên hết nguyên bộ quy đông luôn á. Là mình muốn lên đó là lên hết nguyên bộ luôn. Này đã lên là full hết nguyên con rồi các bạn. Chỉ còn cái giấy, bộ giấy à. Còn bộ giấy là phu trời 2 thôi. Nhìn xe cũng đẹp mắt nha các bạn. Nắp nhớt đồ ha, điện nè, sim si đồ hết nè. Đây điện này lên ga là nổ nha anh em, để mình nổ máy cho anh em xem ha. Thì giờ mình sẽ nổ máy thử nha các bạn, nghe máy có im không? Không, đồng hồ điện tử là nó vậy nha, quay 125 nó vậy không? Khu trời 2 mình Việt Nam không có nha các bạn, của Thái mới có thôi nha. Máy thì im rồi đó mấy bạn, à, này nó không có mắc gần tin, nó hơi góc đầu nhẹ cái máy im thì chống máy này không ngon đâu bạn ơi. Mình buông ra tắt rồi à, không phải là bị mắc gần tin đâu nha mấy bạn. Nếu mà mình mà bị gắt mắc gần tin á, mình xuống ga nó cũng vẫn có gần tin mấy bạn, nó cũng có gần tin mà khoảng 1-2 giây rồi nó mới tắt. Con này là mình dùng ga xuống nó tắt liền, một là nó hở xúc bắp đó nha các bạn, hai là hở cơ xăng á, không có cái hơi á, để mình buông ra là tắt nè. Thấy các bạn, nhả ga xuống là tắt. Và tình trạng này là không phải là bị mắc gan ti. Mắc gan ti buông ra là vẫn nổ nha các bạn, chút xíu nó mới tắt, khoảng mấy giây nó mới tắt. Còn mà hở cơ xăng hoặc là xì xúc bắp nhẹ thì hạ ga xuống là tắt liền. Xe này tôi nghĩ nó đội, nó kêu nó đội nè, nghe gốc nè, chắc là tôi nghĩ là bị xì số bắp rồi. Thôi buông ra là tắt. Đó là kinh nghiệm mình là vậy thôi ha mấy bạn, thì phán xét vậy thôi. Xe này mà máy móc mình chưa đụng nha, thì giờ thằng em đang để lại cho mình làm đó, đang để coi là mình coi là cái máy đó để là với vô cặp phục ưu liền. Thì xe này là mình vô cặp phục ưu liền xịn nhớ bạn. Thì mình sẽ có clip sau sẽ được gửi đến anh em ha. Máy không được ngon các bạn ơi, nó gốc cái gì á. Máy thì im rồi nè, không mà lên nó gốc đầu nhẹ nè, không nhả ga ra thì nó lại tắt. Đó là biết nguyên nhân anh em, anh em thợ thầy là biết nguyên nhân nữa không. Rồi video mình tới nay xin kết thúc ha. Cảm ơn anh em đã xem video của mình ha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha, chia sẻ giùm mình nha anh em. Rồi mình cảm ơn anh em nhiều.